Vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, trang web chính thức của Warner Lawson đã thông báo rằng hợp đồng quản lý giữa họ và thành viên AKB48 Honda Hitomi đã hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Trong tương lai, Honda Hitomi sẽ được chuyển về công ty điều hành AKB48 hiện tại là công ty cổ phần DS.